chào quý ban giám khảo và toàn thể hội thi. Lời đầu tiên, tôi xin chúc ban giám khảo, các thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe. Chúc cho hội thi giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi tỉnh Nam Định thành công tốt đẹp. Đến với hội thi, từ hành trang của ngôi trường được thành lập gần 25 năm tuổi, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, ngôi trường đã đạt được rất nhiều thành tích trong học tập cũng như trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như tuổi trẻ bản đôn, tiếp sức mùa thi, các hoạt động thiện nguyện, văn hóa văn nghệ thể thao khác. Đối với trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn là một ngôi trường trung học phổ thông thuộc top đầu của tỉnh với các kết quả học tập thi cử ở mức cao. Đi liền với đó, nhà trường, thầy cô, học sinh và phụ huynh luôn luôn cố gắng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh. Trong ứng xử văn hóa học đường của nhà trường, luôn lấy chữ tâm và chữ nhẫn làm nền tảng giao tiếp với mong muốn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Về thực trạng văn hóa ứng xử tại trường, có thể nói ở mức tốt, với các mối quan hệ giữa các chủ thể trong văn hóa học đường đều được hài hòa và tốt đẹp. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời đại số, khi mà mạng xã hội và các nền tảng số hoạt động mạnh và phong phú, thì ứng xử văn hóa học đường không còn đơn giản là hình thức trực tiếp, mà còn thông qua hình thức online, mạng xã hội. Vì vậy, bên cạnh mặt tích cực mà mạng xã hội đem lại, thì ứng xử văn hóa trong thời đại số trên không gian mạng là một vấn đề phức tạp. Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn có thể kể đến một số vấn đề như rất nhiều fanpage mang thương hiệu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn hoạt động, rồi nhiều thông tin được đăng tải trên mạng chưa được kiểm duyệt, các phát ngôn của học sinh trên mạng xã hội chưa được đúng mực, khiến cho nhà trường không quản lý được các hoạt động văn hóa của học sinh trên không gian mạng. Bởi vậy mà để nâng cao nhận thức, đặc biệt là vấn đề ứng xử văn hóa học đường trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, tôi đề xuất sáng kiến với đề tài tổ chức ứng dụng lồng ghép đóng kịch văn hóa ứng xử và tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 tại trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Trong thời đại công nghệ số, với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, hoạt động truyền thông của nhà trường phát triển mạnh nên các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tập trung của học sinh đều được truyền tải tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Với sáng kiến này, thời gian áp dụng vào khoảng từ 30 đến 45 phút cuối của buổi học trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10. Các tiết học trải nghiệm thường được nhà trường xếp vào một buổi chiều trong tháng. Nội dung sáng kiến bao gồm tại các tiết học trải nghiệm theo chủ đề, khối lớp do đoàn trường phụ trách, đoàn trường lựa chọn hình thức đó là lồng ghép đóng kịch ứng xử văn hóa. Các tiểu phẩm kịch thường có nội dung đề cập đến những vấn đề nóng trong và ngoài trường để học sinh có thể cập nhật nắm bắt được thông tin, đồng thời điều chỉnh, định hướng học sinh có những hành vi ứng xử văn hóa đúng cho tương lai. Áp dụng chuyển đổi số và giáo dục, đoàn trường lựa chọn hình thức live stream, tiểu phẩm kịch trên fanpage của đoàn trường. Từ đó mở rộng không gian cũng như truyền tải được thông điệp tiểu phẩm kịch rộng rãi tới mọi người hơn. Và để chuẩn bị tốt cho buổi diễn kịch, từng lớp 10 sẽ bốc thăm thứ tự cũng như chủ đề do đoàn trường lựa chọn, gợi ý và được duyệt trước khi biểu diễn. Và sau khi kết thúc buổi học thì các em học sinh toàn bộ khối 10 đã thực hiện bài khảo sát trên nền tảng Google Form do ban tổ chức gửi. Trong một không gian mở, đã phá băng mọi khoảng cách về không gian, thời gian giữa thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh. Thực hiện live stream tiểu phẩm kịch, ứng xử đã đem lại rất nhiều kết quả. Và để rõ ràng hơn, xin mời thầy cô và các em học sinh cùng lắng nghe một vài ý kiến sau đây. Con rất thích đam mê diễn xuất, nhưng bố mẹ con đều bận đi làm hết. Con mong video này bố mẹ con có thể xem được ạ. Sáng kiến chuyển đổi số trong môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 của đồng chí bí thư đoàn trường đã giúp cho ban giám hiệu, mặc dù là không tham dự trực tiếp buổi học nhưng chúng tôi vẫn quan sát được các cái hoạt động. Thông qua những buổi học được live stream, em được tiếp xúc với công nghệ thông tin và những trang thiết bị hiện đại nhiều hơn. Em rất thích hoạt động này bởi vì nó giúp em trao dồi những kiến thức, những kinh nghiệm để tiếp bước cho em trên con đường trở thành phóng viên của mình. Do thời gian chuẩn bị của cuộc thi, giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi của tỉnh Nam Định có phần gấp rút, nhưng là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường. Bởi vậy, với đề tài sáng kiến tôi đem lại, với kết quả và ý nghĩa của đề tài này, tôi hy vọng đề tài sẽ được áp dụng rộng rãi, góp phần tạo nên một môi trường văn hóa học đường ngày càng văn minh, có chọn lọc, ứng phó linh hoạt trong thời đại chuyển đổi số. Và xin cảm ơn ban giám khảo, thầy cô và các em học sinh đã lắng nghe đề tài sáng kiến đến từ trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn.